Xin chào anh chị nhà đầu tư ha, chào mừng anh chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán NMC Finance. Thì như thường lệ cuối ngày, em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cũng là một phiên đã hàng phái sinh, thị trường có yếu tố giảm điểm gần 10 điểm tương đương với 0,79%. Thì với cái phiên cái cách vận động của thị trường của chúng ta ngày hôm nay, thì xu hướng sắp tới thì chị mình cần lưu ý cái vấn đề gì, và liệu mà còn có những cái câu hỏi hoặc là cái điểm gọi là cái điểm mua điểm bán như thế nào đối với cổ phiếu, thì trong cái video ngày hôm nay em với chị mình cũng sẽ đi qua mình nhận định về cái vấn đề này ha. Thì đầu tiên mình cũng sẽ nói về cái yếu tố về mặt chu kỳ. Thì với cái sự giảm điểm ngày hôm nay là nó tương đương với gần 10 điểm, nhưng mà anh chị mình thấy cái sự đóng góp á, là rất là nhiều bởi mã cổ phiếu đầu tiên là mã cổ phiếu của VX. Đúng rồi, VX là sau những cái thời gian kéo giá thì bắt đầu ngày hôm nay nó có những cái trạng thái nó hạ nhiệt. Đúng rồi, nó giảm 5%. Thì gần 5% như thế này thì nó ảnh hưởng đâu đó khoảng 3,5 điểm đối với cái chỉ số của chúng ta. Con thứ hai chính là mã cổ phiếu của Vinhomes, có nghĩa là những cái con mà nó đỡ giá, đỡ cái chỉ số của chúng ta trong những cái phiên vừa qua. Thì ngày hôm nay bắt đầu khi mà những cái tin tức nó bắt đầu nó ra xong hết rồi thì cổ phiếu nó có những cái dấu hiệu nó hạ nhiệt, thì vô hình chung những cái sự hạ nhiệt này của những cái mã cổ phiếu họ nhà Vinh ngày hôm nay thì nó ảnh hưởng đến những cái vấn đề về mặt chỉ số, từ đó nó sẽ gây ra một hiệu ứng tâm lý trên thị trường. Và gần như là ở đầu phiên sáng anh chị mình thấy á, là các cổ phiếu nó có những cái trạng thái nó bùng nổ rất là tốt, nhưng mà cái sự bùng nổ này nó không đóng góp bởi những cái mã cổ phiếu mang tính chất trọng số lớn, nó là những cái mã cổ phiếu đặc biệt. Ngày hôm nay anh chị thấy là cái dòng chứng khoán là cái dòng nó thu hút được những cái sức hút về mặt dòng tiền, cũng như là những cái tín hiệu mở biên của những cái sự bùng nổ. Đúng ạ, nhưng mà cái chỉ số nó lại chưa vượt được qua những cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng vùng đỉnh trước. Đúng ạ, có nghĩa là chỉ số về cái mặt vận động hiện tại của thị trường thì nhịp này nó vẫn đang trong một cái nhịp độ điều chỉnh. Đúng ạ, và cái phiên này là cái phiên nó test lại đơn thuần của trong một cái nhịp độ điều chỉnh đó. Đúng ạ, anh chị thấy này, đang tương tự này. Đúng ạ, sau những nhịp độ điều chỉnh thì nó có những cái pha hồi phục trở lại vùng đỉnh cũ. Đúng ạ, sau đó nó có những cái yếu tố nó test trở lại này. Quan trọng là sau cái yếu tố test lại như thế này, của thị trường của chúng ta, đặc biệt là những cái sự phản ứng sau đáo hạn mới là những cái vấn đề mà chị mình cần quan tâm ha. Thì trường hợp đối với thị trường của chúng ta, mình đi qua nhận định đầu tiên là cái tính chu kỳ của thị trường nó chưa kết thúc. Đúng rồi, nó chưa kết thúc sau cái phiên ngày hôm nay, kể cả cái yếu tố giảm điểm ngày hôm nay nó cũng chưa làm cho cái thị trường của chúng ta, chưa làm cho các mã cổ phiếu nó tạo ra những cái yếu tố thay đổi về mặt xu hướng. Đúng rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái yếu tố cái nhịp điều chỉnh về mặt mang tính chất về mặt chỉ số hiện tại đối với thị trường á, nó chưa kết thúc của một cái nhịp độ điều chỉnh, chưa kết thúc một cái pha dụ. Đúng rồi, có nghĩa là nó hồi phục lên này, nó cân bằng này, nó thiếu đi một cái phiên xác nhận để mà chính trị, để mà nó báo hiệu cho một cái nhịp điều chỉnh này, cái nhịp rung dụ này nó kết thúc, mà nó bắt đầu nó quay trở lại, nó test dưới những cái sự tác động của cái yếu tố đáo hạn phái sinh. Đúng ạ, đặc biệt là những cái mảng cổ phiếu trụ ngày hôm nay. Và khi mà cái chỉ số, khi mà thị trường của chúng ta đã được thu hút dòng tiền trở lại, thu hút những cái sự quan tâm trở lại, đặc biệt là cái nhóm ngành chứng khoán, thì những cái nhóm ngành mang tính chất trọng số lớn thì nó lại không đóng góp vào cái chỉ số tăng, mà đa phần nó giữ nhịp. Đúng ạ, có những cái cổ phiếu thì nó diễn biến trái nhiều hơn một chút, là nó hạ nhiệt, từ đó nó làm cho cái chỉ số của chúng ta, thậm chí mặc dù là sáng nay thị trường ta có những cái các cổ phiếu gọi là trong lòng á thì rất là xanh, nhưng mà bên ngoài ấy, ngoài vỏ thì nó lại đỏ. Đúng ạ, đấy nên là nó làm nó kim hãm cái đà tăng của về mặt chỉ số của chúng ta. Về mặt gọi là phiên chiều thì cũng bắt đầu manh nha về những cái tin tức là các công ty chứng khoán qua tuần sau cũng bắt đầu người ta hạ margin. Đúng là hạ một cũng không có nhiều đâu, tỷ lệ thì khoảng 50% thôi, nhưng mà nó cũng đâu đó nó thứ nhất là nó ảnh hưởng đến những cái tâm lý nhạy cảm trên thị trường của chúng ta, tại vì đa phần cái vùng này là cái vùng mà nhà đầu tư có lại rất là nhiều. Đúng là người ta thấy những cái tin tức nhạy cảm đó thì người ta bắt đầu người ta bán ra. Đúng là cái thứ hai là ảnh hưởng đến cái vấn đề về mặt tâm lý và cái sức cầu cho cái thị trường của chúng ta trong những cái phiên sắp tới đối với thị trường ha. Nên là về mặt cuối phiên thì nó gọi là khi mà nó đè những cái mảng cổ phiếu trụ, nó dẫn đến những cái hiệu ứng tâm lý, thì là nó làm cho cái quá trình gọi là những cái mảng cổ phiếu bùng nổ nó không giữ được những cái xung lực, và nó tạo ra những cái tín hiệu bùng nổ nhưng mà không đồng pha được với yếu tố thị trường, thì nó làm cho cái việc mà chỉ số của chúng ta nó có những cái dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên làm đánh giá với chị mình đó, đây vẫn là một cái nhịp điều chỉnh đơn thuần của cái thị trường về mặt bản chất, về mặt chỉ số nha anh chị nha. Có nghĩa là anh chị thấy là thị trường đáo hạn nó ảnh hưởng tương đối về cái yếu tố chỉ số bởi những cái mảng cổ phiếu giống như là VIX hay là Vinhomes. Thì các cổ phiếu sáng nay á, thị trường chúng ta luôn chuyển khá là tốt, thu hút dòng tiền, đặc biệt là cái nhóm ngành chứng khoán. Về mặt gọi là về mặt vận động á, thị trường vẫn chưa có những cái phiên xác nhận để mà nó kết thúc một cái nhịp điều chỉnh này. Tuy nhiên là mặc dù là sáng nay các anh chị mình thấy là rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó thu hút được dòng tiền, bước thoát đi lên, nhưng mà cái tính điều tiết bởi những cái mã cổ phiếu trụ cũng như là những cái nhóm trồng số lớn nó không có những cái sự biến động, nên là nó dẫn đến cái chỉ số của chúng ta nó cũng gọi là về mặt phiên sáng á, nó không biến động quá là nhiều. Và khi mà phiên chiều nó gặp một vài cái áp lực, một vài cái yếu tố đè giá, một vài những cái yếu tố về mặt tâm lý, thì cổ phiếu nó có bắt đầu nó hạ nhiệt, thị trường của chúng ta đã bắt đầu nó test trở lại những cái vùng nền, gọi là cái vùng đáy trước đối với cổ phiếu A, còn đi trong một cái biên độ điều chỉnh của thị trường A. Thì đây là một cái tín hiệu gọi là cái nhịp test lại đơn thuần khi mà nó có những cái sự nhiễu loạn của một cái phiên đàn vệ sinh. Thì thanh khoản ngày hôm nay ở một cái mức trung bình thôi, nó gọi là trên trung bình một chút. Đấy, nhóm gọi là nó đến từ những cái mã cổ phiếu giống như là của những cái nhóm ngành bùng nổ này, giống như là SSI này, đúng không ạ? Hôm nay gọi là rất là đột biến về mặt thanh khoản. Cái thứ hai là những cái con như con FTS này hay là HCM này cũng bắt đầu nó nổ thanh khoản, có nghĩa là cái dòng chứng khoán ngày hôm nay là một cái dòng nó mang yếu tố thu hút được dòng tiền khá là tốt ha. Ngược lại trái chiều với đó là có những cái mã cổ phiếu giống như là VIX này, là nó mang chiều hướng nó điều chỉnh tiêu cực, đúng không ạ? Điều chỉnh giảm, hay là Vinhomes này, hay một cái con trụ là Vietcombank cũng giữ nhịp, nhưng mà về mặt yếu tố thanh khoản nó cũng có dấu hiệu nó bùng nổ, đúng không ạ? Ngày hôm nay là bùng nổ thanh khoản, nó cũng đóng góp vào cái thanh khoản giao dịch của thị trường. Chứ còn bản chất cái về mặt cái yếu tố thanh khoản ngày hôm nay á, nó cũng ở một cái mức trung bình thôi, không phải là một cái yếu tố cao, anh chị lưu ý ha. Và trong những cái phiên sắp tới chị mình cần lưu ý tới á, là cái thị trường hậu đáo hạn mới là một cái thị trường mà anh chị mình cần quan tâm. Thì cái trường hợp mà sau khi cái yếu tố đáo hạn này nó kết thúc thì bắt đầu các cổ phiếu nó cũng sẽ đâu đó nó trả lại những cái trạng thái cân bằng về mặt chỉ số ha. Cái trường hợp á mà anh chị thấy là giống như với cái phiên này nè, mà cái phiên ngày mai bắt đầu cái thị trường của chúng ta nó quay trở lại, nó tăng, nó phù đỉnh trở lại, đúng không? Các cổ phiếu nó hồi phục, nó phù đỉnh trở lại thì thị trường chúng ta sẽ bước vào một cái nhịp tăng mới, gọi là nó sẽ sớm ha. Còn trường hợp á mà ngày mai tiếp tục nó gặp một vài cái áp lực nữa, có thể nó sẽ test lại quanh cái ngưỡng này nè, thì nó sẽ mất thêm vài phiên để mà nó tạo ra những cái tín hiệu cân bằng đối với thị trường của chúng ta ha. Và trong cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta chị mình sẽ thấy á là trong một cái nhịp độ này của thị trường này, có nghĩa là nhịp độ về thị trường về mặt chỉ số thì nó gọi là tạo ra những cái điểm dụ sau đó hướng lên, đúng không ạ? Nhưng mà về mặt các dòng anh chị mình thấy là nó liên tục nó luân phiên với nhau, đấy, hết nhóm ngành bất động sản rồi đến nhóm ngành chứng khoán, đấy, nó cứ liên tục nó luân phiên với nhau, rồi đến thép, rồi đến đầu tư công, đấy, có nghĩa là nó luân phiên với nhau. Nhưng mà cái về mặt điểm mua anh chị mình sẽ thấy đó, hầu như các điểm mua ở cái phiên bùng nổ đa phần nó sẽ gặp áp lực, đúng không ạ? Hôm trước cũng có đề cập với anh chị mình về những cái chiến lược để cho anh chị mình có thể mình tham gia được cái cổ phiếu nhưng mà làm sao nó được an toàn nhất á. Có nghĩa là mình mua xong mình chờ nổ, mình mua xong ở những cái vị thế nền, sau đó cổ phiếu bắt đầu bứt thốt đi lên thì cái vị thế đó anh chị mình sẽ an toàn, đúng không ạ? Khi mà cái vị thế đầu tiên anh chị mình an toàn thì nó sẽ là những cái cơ sở để cho anh chị mình giải ngân những cái điểm tiếp theo, gọi là cái quan trọng nhất trong một cái nhịp độ điều chỉnh, gọi là khi mà thị trường ta vẫn còn đang trong một cái giai đoạn gọi là giai đoạn điều chỉnh cân bằng như thế này này, thì cái quan trọng nhất chính là cái cách đi vốn của anh chị mình, anh chị lưu ý ha. Đấy, nên là hầu như là các điểm mua giống như là kể cả nhóm ngành chứng khoán ngày hôm nay đi chẳng hạn, thì sáng anh chị mình mua ở những cái phiên bùng nổ, mua ở những vùng giá cao á, thì nhìn chung cơ bản là chiết là phiên chiều anh chị mình cũng có một vài cái áp lực hay một vài cái tâm lý trái chiều, nhưng mà về mặt xu hướng thì nó như thế nào, nó có rủi ro hay không, thì trong cái phần phía sau em với chị mình sẽ cùng đi qua mình phân tích về cái vấn đề này ha. Còn đối với cái việc mà cái vận động tiếp theo của thị trường á, anh chị mình lưu ý về một vài cái nhóm nó mang tính chất trọng điểm này. Đầu tiên là cái nhóm ngành ngân hàng. Tại vì để mà chỉ số của chúng ta nó hồi phục một cách mạnh mẽ, anh chị mình thấy là ngày hôm nay khi mà các ngành khác nó tăng nhưng mà cái nhóm ngành ngân hàng nó không tăng thì cái về mặt bản chất chỉ số của chúng ta nó không có tăng nhiều, đúng không ạ? Đấy, nên là để mà gây ra một hiệu ứng bùng nổ về mặt chỉ số á, thì nó sẽ được đóng góp bởi các nhóm cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái đóng góp, cái nói đến cái vấn đề chỉ số là nói đến nhóm ngành ngân hàng, nhưng mà nói đến cái vấn đề để mà thu hút cái sự quan tâm, thu hút cái dòng tiền quay trở lại đối với thị trường để mà tạo ra những cái hiệu ứng cho một cái nhịp độ mới, thì nó phải bắt đầu từ những cái nhóm ngành nó mang những cái tính chất đầu cơ khi nó vào sóng, nó mang một cái yếu tố gọi là có những cái câu chuyện nó được kể ra cho những cái giai đoạn tiếp theo. Thì em đánh giá với chị mình á là các nhóm ngành giống như là cái nhóm ngành chứng khoán này, cái nhóm ngành bất động sản này, Đấy là những cái nhóm ngành nó sẽ có được những cái sự thu hút nhà đầu tư mình quan tâm. Đó là nhóm ngành nó thu hút chính về mặt dòng tiền, chứ không phải là nhóm ngành ngân hàng. Lưu ý ha, ngân hàng nó sẽ đóng góp về mặt chỉ số, nhưng mà về mặt để mà thu hút dòng tiền thì nó sẽ đến từ những cái nhóm ngành nó có câu chuyện. Đúng rồi, anh chị mình thấy trong xuyên suốt trong những cái giai đoạn vừa qua, cái thị trường của chúng ta nó đánh gọi là nó đánh theo tin tương đối nhiều. Em cảm giác em đánh giá đó là như thế. Đúng rồi, có nghĩa là anh chị mình thấy á, khi mà cái cuộc họp về tháo gỡ bất động sản đấy bắt đầu gọi là xuất hiện những cái gọi là cái tờ giấy A4 á, thì mình thấy là bất động sản nó tăng, bất động sản nó bùng nổ. Đúng rồi. Thế nên là nói về cái sân bay Long Thành thì các nhóm ngành là đầu tư công nó bùng nổ. Đúng rồi. Thế là ngày hôm nay bắt đầu có những cái tờ giấy A4 liên quan đến những cái cuộc họp về hệ thống KRX của nhóm ngành chứng khoán, thì nhóm ngành chứng khoán ngày hôm nay bùng nổ. Đúng rồi. Hay là đối với nhóm ngành dầu khí thì là Lobe Omo. Đúng rồi. Đấy, cứ gọi là khi nào mà nó có những cái tin tức nó xoay quanh những cái vấn đề này thì các nhóm ngành nó hầu như nó có những cái trạng thái luân phiên. Nhưng mà chị mình để ý á, khi mà mình mua ở những cái nhịp bùng nổ á, hầu như là cái lượng hàng về của chị mình đâu đó nó sẽ chít, nó sẽ có những cái yếu tố về mặt áp lực. Đúng rồi. Đấy, nên là cũng có khuyến nghị, có khuyên anh chị mình, nếu mà chị mình có mua, có tham gia trong giai đoạn này, cái thứ nhất là cái cách mà anh chị mình đi vốn là cái chú trọng đầu tiên, gọi là mình chia tỷ trọng ra. Lưu ý ha. Cái thứ hai là mình đi vốn gọi là giải ngân từ những cái vị thế này. Đúng rồi. Vì thế chỉ cần cân bằng kiệt cung thôi thì anh chị mình cũng đã bắt đầu mình chia tỷ trọng mình giải ngân vào được rồi. Khi mà cổ phiếu nó bắt đầu nó bùng nổ đi lên thì cái vị thế ban đầu của anh chị mình giải ngân đó nó sẽ được an toàn. Lưu ý ha. Mà khi mà nó an toàn, nó sẽ là tiền đề để cho anh chị mình giải ngân những cái vị thế tiếp theo ha. Thì đấy là cái chiến lược và cũng như là những cái cách để mà anh chị mình có thể lưu ý tới về những cái hành động tiếp theo đối với thị trường của chúng ta ha. Thì quay trở lại đối với cái sự vận động thì em cũng có đó cập nhật với chị mình á, là quan trọng nhất là sau đáo hạn thị trường của chúng ta nó có những cái sự phản ứng như thế nào. Đấy, nếu mà trường hợp ngày mai quay trở lại bùng nổ bứt thoát ngay á thì sao chị, thì thị trường ta nó sẽ vào một cái nhịp mới luôn, có nghĩa là nó sẽ sớm vào nhịp là giống với nhịp này ha, có nghĩa là hồi phục lên này, sau đó test lại này. Đúng rồi, test lại này, đã có một cái vùng kia cung này, cái vùng cản cung này. Đúng rồi, hồi phục lên mà phu định lại á, thì thị trường nó sẽ sớm vào nhịp. Mà khi mà nó có một cái dấu hiệu nó xác nhận cho một cái nhịp điều chỉnh kết thúc á, là chip trong ngắn hạn anh chị mình sẽ an toàn. Tại vì sao anh chị? Tại vì nó đối với cái việc mà thị trường nó vừa mới điều chỉnh đó, thì chip trong ngắn hạn là thị trường ta nó sẽ không chỉnh nữa. Lưu ý ha, anh chị thấy này, điều chỉnh xong này, hồi phục lên thì chip là trong 5 phiên tiếp theo thị trường ta đã không chỉnh nữa. Đúng rồi, đây cũng thấy này, chip là trong khoảng 8 phiên tiếp theo thị trường ta nó không chỉnh nữa, không có những phiên nào chỉnh gọi là mang tính chất đáng kể nữa. Lưu ý ha, đấy thị trường chúng ta hiện tại tương tự như thế. Và nếu ngày mai mà bắt đầu nó phu định lại là chip trong ngắn hạn, thị trường ta nó sẽ không chỉnh nữa. Và lúc đó mình giá với chị mình đó, là nó sẽ có nhiều cái nhóm ngành nó sẽ tạo ra những cái pha bứt phá đi lên. Lưu ý ha, là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai, nếu mà ngày mai tiếp tục nó tạo ra những cái áp lực thì có thể nó sẽ quay trở lại nó test lại cái vùng này một lần nữa. Đây là những cái giai đoạn gọi là test đáy đối với thị trường của chúng ta ha. Thì test này là cái quan trọng nhất, là chị mình để ý về cái volume đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tốc độ giao dịch nó có nhanh hay không. Đúng rồi, nếu mà tốc độ giao dịch nó chậm á thì cái hiệu ứng gọi là cái độ gọi là cái nó đi kèm với yếu tố volume thấp á thì thị trường của ta nó sẽ sớm hồi phục trở lại ha. Cái thứ ba là sao chị? Cái thứ ba chị mình để ý á, là trong cái giai đoạn đó nó có nhóm ngành nào nó giữ được gọi là giữ nhịp cho chỉ số của chúng ta hay không, là cái thứ ba. Cái thứ tư á, là các khi mà điều chỉnh như thế thị trường nó có dấu hiệu mở biên hay không, các cổ phiếu nó có đồng loạt nó mở biên hay không, là những cái vấn đề anh chị mình quan tâm ha. Còn nếu mà chỉ là những cái yếu tố test đơn thuần thì thị trường ta sẽ mất thêm một vài thời gian, gọi là mất thêm một nhịp nữa để mà nó tạo ra một cái quá trình bứt thoát đi lên ha. Còn nếu mà ngày mai nó bứt thoát đi lên luôn á thì đấy sẽ là những cái tín hiệu vào sớm đối với của gọi là vào những cái nhịp mới, vào những cái nhịp nó sớm hơn đối với thị trường của chúng ta ha. Thì đó là những cái yếu tố cơ bản đối với những cái vấn đề trên thị trường của chúng ta và anh chị mình cần chú ý và mình quan tâm ha. Thì nói về cái dòng chứng khoán ngày hôm nay thì khi mà nó bùng nổ lên nhưng mà nó không đồng phe được với cái yếu tố về mặt thị trường, với những cái điều kiện của thị trường trong cái phiên đáo hạn ngày hôm nay, nên là về mặt bản chất cuối phiên nó có những cái yếu tố nó hạ nhiệt. Thì chú ý cho những cái sự vận động sắp tới, nó nếu mà cái trường hợp nó phủ định lại cái nhịp hạ nhiệt cuối phiên này thì nó sẽ sớm kích hoạt cho một cái điểm vào pha mới. Anh chị mình đơn cử giai đoạn trước đây các nhóm ngành chứng khoán nó đã có những cái phiên như thế rồi ha. Chị thấy này, nó đang tạo ra được một cái nền, đúng không ạ? Đang tạo ra một cái nền này, nó có một cái điểm dụ này, đúng không ạ? Sâu dụ nó cạn cung này, anh chị thấy dòng tiền bò chạy vào, nhưng mà cái phiên này nó không đồng pha được với yếu tố thị trường, đúng không ạ? Thì cuối phiên nó có yếu tố hạ nhiệt, nhưng mà cái quan trọng là cái phiên sau đó, những cái sự phản ứng sau đó nếu mà nó bùng nổ trở lại, có nghĩa là nó phủ định cái nhịp này trở lại, thì sao gì nhịp sau nó vẫn còn đang tiếp và nó sẽ sớm đi lên. Anh chị thấy tương tự như thế này, cái đây là một cái vùng nền của cổ phiếu, đúng không ạ? Một cái điểm dụ, đúng không ạ? Sau đó bắt đầu dòng tiền nó mò trà vào, đúng không ạ? Hôm nay nó test đỉnh này, nhưng mà gặp áp lực thì test đỉnh không thành công, có nghĩa là chưa thành công trong cái phiên ngày hôm nay, nhưng mà cái trường hợp những cái phiên sắp tới nó phù lên lại, nó đến bứt thóc luôn thì cổ phiếu này sẽ sớm vào nhịp ha. Anh chị thấy này, cái giống như là mà cổ phiếu của VCI này, hay là mà cổ phiếu của những cái con giống như con HCM này, tương tự như thế này, anh chị thấy không? Trước đó nó tạo ra một cái vùng nền, đúng không? Sau đó có một cái quá trình dụ bò, đúng không? Quá trình kia càng kiệt thanh gọn, cái này nó càng kiệt thanh gọn hơn nữa, đúng không? Sau đó bắt đầu dòng tiền mò chạy vào test đỉnh này, đúng không? Nhưng mà thị trường chung không đồng thuận, cổ phiếu nó hạ nhiệt về mặt cuối phiên, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng sau đó, nếu mà các cổ phiếu gọi là thị trường cổ phiếu nó bắt đầu nó đổ bộ dòng tiền vào để mà nó giữ nhịp tiếp tục á, thì nhịp sau nó sẽ sớm đi lên, lưu ý ha. Đấy, nó là những con này nè, một hai phiên tới mà nó cân bằng vùng trên này nè, nó neo vùng trên cái vùng giá biên trên của cái phiên ngày hôm nay, thì cái xác suất bùng nổ đi lên là rất là cao. Đó nên là anh chị mình có thể lưu ý tới những cái sự phản ứng phía sau đối với cổ phiếu ha. Thì giống như là một cái mã cổ phiếu tiếp theo chính là mã cổ phiếu của CTG, hầu như nó có những cái đặc tính như thế, đúng không ạ? Em lấy ví dụ cho anh chị mình đó là ở nhiều cái mã cổ phiếu, nhiều cái dòng cổ phiếu và nhiều những cái thời điểm khác nhau, đúng không ạ? Anh chị thấy CTG này, trước đó là một cái quá trình gọi là quá trình đi ngang nền, đúng không ạ? Sau đó dụ bỏ này, đúng không ạ? Sau đó bung nổ đi lên, nhưng mà gặp sao gì không đồng pha được yếu tố thị trường, thì cái phiên ngày hôm sau bắt đầu chị thấy nó phủ định lại, đúng không ạ? Nó tiếp tục đổ bộ dòng tiền vào để mà nó phủ định lại, cứ là kết hợp hai cái phiên này lại thì vẫn là một cái phiên bùng nổ, đúng không ạ? Thì xu hướng tiếp theo đó sao gì nó tiếp tục nó đi lên, nó tương tự với những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán ngày hôm nay của chúng ta, giống như là những cái con giống như con SSI này đi chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, nên là ngày hôm nay đổ bộ dòng tiền vào này, nó đi lên từ những cái vùng kiệt cung, đúng không ạ? Dũ này, kiệt cung này, tạo ra một cái nền dũ kiệt cung, dòng tiền mò chạy vào nó neo trở lại, đúng không ạ? Những cái con này là những cái con nó sẽ vào phe trước, có nghĩa là sao nó có được một cái điểm dụ, đúng không ạ? Đi lên từ vùng kiệt cung này, dòng tiền bắt đầu đổ bộ vào, và nó hầu như là cái con này là con nó giữ được cái nhịp, giữ được những cái vùng nền cận nền, đúng không ạ? Những cái con nào mà gần nền nhất này thì xu hướng tiếp theo chị mình đấy á, cứ hai phiên mà nó giữ nhịp được á, đấy thì sao gì thì những cái khả năng nó còn sẽ còn đi lên tiếp tục, và lúc đó là những cái lúc mà nó sẽ dẫn dắt cho cái nhóm ngành chứng khoán đi lên, lưu ý ha về cái vấn đề này. Rồi mình sẽ đi qua mình phân tích luôn về cái nhóm ngành chứng khoán ha. Thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em, anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất, cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha. Thì em lấy ví dụ cho anh chị mình về một vài cái form mà nó giống với những cái ví dụ, em lấy ví dụ cho anh chị mình đó là đầu tiên này, nó cứ đi ngang, đúng rồi, nó tạo ra được một cái nền. Đấy, hầu như là không có trạng thái phân phối trong cái nền này, đúng không? Nhưng mà sao chị nó đạt điều kiện nhưng mà nó không đánh, thì nó tạo ra một cái điểm dụ, sau điểm dụ đó cổ phiếu nó hướng lên được, nó cân bằng này, nó kiệt cung này. Đấy thì hôm trước có đề cập với chị mình đó, nếu mà chị mình lấy sớm là chị mình lấy từ những vùng này này. Đấy, khi mà bùng nổ lên 3%, 4% ngày hôm nay là cái vị thế lấy của chị mình đó là nó sẽ an toàn, đúng không? Cái thứ hai là mình tìm kiếm những cái điểm đồng pha để mà anh chị mình gia tăng ha. Thì cái phiên ngày hôm nay cũng tương tự như thế, bùng nổ nhưng mà sao chị nó thiếu đi một cái sự đồng pha của thị trường, nhưng mà về mặt cơ bản nó vẫn đang giữ được những cái nhịp độ cho cái cổ phiếu, giữ được những cái vùng nền gọi là cận những cái vùng nền đỉnh cũ như thế này, mình đánh giá là tương đối tốt, nó có những cái dấu hiệu dòng tiền vào, đúng không? Cái dòng tiền như thế này mới là những cái dòng tiền nó được thu hút, có nghĩa là nó bắt đầu nó sẽ thu hút những cái sự quan tâm, và cái những cái giai đoạn mà cuối của một cái cơn sóng á, hay là những cái nhịp chạy mà nó mang tính chất nó chạy tăng tốc, hay là chạy mà mang tính chất cái tạo ra những cái hiệu ứng hưng phấn á, thì nó phải cần có những cái sự quan tâm như thế này. Anh chị mình đơn cử giống như mà cổ phiếu của HCM giai đoạn này đi chẳng hạn, có nghĩa để mà nó tạo ra những cái nhịp độ hưng phấn thì bắt buộc nó sao gì nó phải có những cái gì đó nó đột biến để mà nó gây ra những cái sự chú ý. Chú ý thứ nhất là chú ý cho những nhà đầu tư quan tâm đối với thị trường, đúng không? Cái chú ý thứ hai là chú ý cho những cái media bắt đầu nó ra những cái tin tức, đúng không? Tin tức này kia là cổ phiếu này hôm nay là giao dịch với một cái thanh gọn đột biến giá trong đâu đấy này sao chị, thì những cái nhà đầu tư mình mới quan tâm, đúng không? Khi mà nó kích hoạt được này, anh chị thấy nhịp sau nó sẽ bắt đầu nó tạo ra một cái dư địa mới. Đó, dư địa mới là các phiên tăng phía sau đó, nó tăng nó là càng rít, đúng không? Nó tăng nó là càng rít như thế. Đấy, nó tương tự như thế cái nhịp này của mã cổ phiếu của SSI này. Đấy chị thấy không? Đấy, có nghĩa là sau dụ xong cổ phiếu cân bằng, trạng thanh khoản dòng tiền mòn chạy vào. Đấy, nó cứ giữ nhịp như thế này. Thứ nhất là ngày hôm nay thanh khoản đột biến, đúng là thanh khoản cao nhất từ những cái giai đoạn đầu sóng tới giờ, là bắt đầu nó sẽ tạo ra những cái sự thu hút. Đúng là nhà tôi bắt đầu các mặt báo, các media rồi là bắt đầu là vào gọi là ra những cái thông tin về gọi là cổ phiếu SI giao dịch với một cái thanh khoản nó đột biến. Đúng là cái thứ hai là những cái giống như là Finance này, nó cũng sẽ thông báo với anh chị mình là SSI là giao dịch gọi là gấp đôi, gọi là gấp 3 lần so với trung bình 20 phiên. Có nghĩa là bắt đầu nó tạo ra những cái sự chú ý, có nghĩa là nó gây ra một cái gọi là anh chị mình đi đâu cũng thấy mã cổ phiếu này, thì lúc đó là những cái sự chú ý nó sẽ được quan tâm. Lưu ý ha, đấy đó là những cái giai đoạn phía sau này, nếu mà nó dự giá một hai phiên nó phủ định lại cái nhịp phiên hạ nhịp này á, thì nó sẽ tiếp tục nó đi lên, và đặc biệt nó có một cái nhiệm vụ rồi. Đó là cái yếu tố của những cái mã cổ phiếu này, quan trọng nhất là cái sự phản ứng sau đó đối với cổ phiếu ha. Đấy là những cái cổ phiếu giống như là HCM tương tự như thế này, hôm nay nó test đỉnh, đúng rồi, hôm nay cơ bản là một cái phiên test đỉnh. Đấy, test đỉnh khi mà dưới những cái áp lực của thị trường chung hay là áp lực của những cái về mặt chỉ số đi chẳng hạn, thì cổ phiếu nó test đỉnh ngày hôm nay nó không thành công, nhưng mà chiều thấy này cổ phiếu nó có dụ, đúng rồi, nó có nền phía trước, nó có điểm dụ, sau đó nó hồi phục lên, nó cân bằng, đúng rồi, kiết cung này dòng tiền mò chạy vào, đây là một cái điểm tựa đầu tiên cho những cái nhịp mới đối với cổ phiếu. Những cái phiên phía sau á, bắt đầu nó giữ nhịp hay là nó đánh phủ định lại, nó neo ở những cái vùng giá cao này, em đánh giá nó neo trên vùng giá 31 á, là những cái vùng mà sau nhịp nó sẽ tạo tiền đề cho một cái nhịp mới. Đặc biệt là hai phiên tiếp theo mà nó hồi phục lại vùng giá 31 á, thì nhịp sau nó sẽ rất là dễ nó đánh những cái điểm sớm. Lưu ý ha, anh chị mình phải cực kỳ chú ý cho những cái mà cổ phiếu bị gọi là bị áp lực trong ngày hôm nay. Nó không, em đánh giá nó với chị mình nó không phải là kéo để phân phối đâu, thanh khoản như này không phân phối được, đúng không? Và sao gì nó chưa có những cái nhịp độ hưng phấn thì không thể nào phân phối được, đúng không? Cái quan trọng á là nó bị gọi là nó không đồng pha được với yếu tố thị trường thì nó bị fail thôi, nó bị fail trong cái phiên ngày hôm nay. Nhưng mà anh chị mình để này, nếu mà cái phiên sắp tới bắt đầu nó cân mà gọi là nó neo trên trở lại thì nó rất là dễ nó tạo ra những cái điểm bùng nổ. Anh chị thấy đơn cử giống như cái phiên này đâu, nó giống như nhịp này này, cổ phiếu cũng bùng nổ lên, không đồng pha được với thị trường thì cổ phiếu sao chị cuối phiên nó hạ nhiệt, đúng là hạ nhiệt này, nhưng mà các phiên sau anh chị thấy là dòng tiền nó vẫn tiếp tục nó đỡ lên, đúng rồi, thì cái gọi là T1, T2, T3 hàng về hấp thụ tốt, hấp thụ hết thì dòng tiền tiếp tục đổ bộ vào, nó đánh cho một cái nhịp mới nữa. Đấy, tương tự như thế, đúng rồi. Cái những phiên sau nếu mà neo nó cân bằng, nó lên trên vùng giá 31 neo trở lại thì nhịp sau nó sẽ rất là dễ nó vào, gọi là vào một cái điểm sớm đối với cổ phiếu ha. Đó là những cái con mà cổ phiếu ngày hôm nay hay là AGR này cứ hồi phục gọi là đi lên test bình thường thôi, về mặt xu hướng chị mình thấy có vấn đề gì đâu. Đó là những con này có hàng chị mình cứ nắm giữ, thậm chí CTS này hôm nay test đỉnh nhưng mà không thành công, đúng là test đỉnh chưa bứt tốt được, có nghĩa là chưa đồng pha được với yếu tố thị trường, nhưng mà về mặt nó có điểm dũng này, sau đó hồi phục lên test lại càng cung này. Đấy, hôm nay để mò dòng tiền, đấy các phiên sau bùng nổ lên tiếp tục là sao chị cổ phiếu nó vào một cái nhịp may ngay, đúng là nó đang có một cái ngưỡng kháng cự là quanh giá 27, nhưng mà cơ bản những con này có hàng cứ nắm, lưu ý ha. Tiếp theo những con như con FTS này, đám đây bùng nổ dòng tiền có, đúng là dụ xong này kia cung là dòng tiền mò chạy vào, đúng không ạ? Nhìn chung là cái phiên ngày hôm nay là một phiên mò chài của dòng tiền. Đấy, quan trọng nhất là hai phiên tiếp theo nếu mà giữ được, nó hấp thụ được cái phiên này này, hay là đánh phủ định lại cái phiên này này, thì nhịp sau nó sẽ vào một cái cơn sóng mới. Đó là khi mà nó vào được một cái nhịp mới á, thì nó sẽ thu hút được dòng tiền cho cái thị trường của chúng ta. Nên là quan sát rất là kỹ hai phiên tiếp theo đối với những cái nhóm ngành này. Tiếp theo MBS tương tự này, nhìn không, bùng nổ liên tục, mò dòng tiền vào, cái xu hướng như thế này có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Dụ xong cổ phiếu hướng lên là còn mặt, đúng không ạ? Đấy, nhìn chung những con này có hàng người nắm giữ, bứt tốt kênh giá là nó sẽ vào một cái pha chạy ngay đối với cổ phiếu. Có hàng người nắm giữ, nhìn chung nhóm ngành chứng khoán ngày hôm nay rất là khỏe. Thì ORS này bùng nổ nhưng mà hơi fail, đúng rồi. Cái kia cung này nhìn chung cơ bản nó test về nền thôi, những con này dễ quay trở lại nó hồi phục lắm nha anh chị nha. Đấy đối với cổ phiếu. Tiếp theo những con SBS này, đấy test cung sáng hôm nay cũng có yếu tố dòng tiền mồi chạy và bùng nổ. Những con này mà thị trường ổn định á, dòng tiền quay trở lại á, thì nó sẽ quay trở lại những con này đầu tiên này. Đấy, quay trở lại ngay, tại vì sao? Nó có điểm mồi này, nó có kia cung này, đúng rồi, rất là dễ nó tạo ra những cái nhịp độ tiếp theo, có nghĩa là cái dư địa cổ phiếu nó chưa hết, nên là những con này còn gần nền này, anh chị mình có thể mình lưu ý tới này, đúng rồi. Thế là SHS này, ở nhìn chung các bạn những con này có hàng cứ nắm giữ, những vùng đỉnh này cũng không còn điểm mua đâu, đúng rồi, nghĩa là dụ xong cổ phiếu cân bằng, đã dòng tiền mồi chạy vào, hôm nay không đồng pha được. Nhìn chung là cái độ đồng thuận của cái thị trường của chúng ta là em thấy là cái dòng chứng khoán là nó mang một cái tính chất đồng thuận tương đối cao đó, có nghĩa là khi mà nó vào thì thường nó sẽ vào chung với một cái gọi là cái sự lan tỏa của cái dòng, thì chị mình có thể chú ý tới cái nhóm ngành này ha. SSI tính rồi này, SSI giữ nhịp khá là tốt đó. Đúng không? Có nghĩa là nó neo ra lại một cái vùng giá cao này khá là tốt đó. Có nghĩa là những con nào mà gần đỉnh này là những con nó sẽ tăng sớm nhất ra cho những cái nhịp độ tiếp theo, lưu ý ha. Thì là VCI này, đấy, tương tự như thế này, nhịp sau mà cứ neo ra lại là vùng đỉnh này là sao chị cổ phiếu bùng nổ ngay. Về mà cái form như thế này, đây chính là một cái nền cổ phiếu này, đấy, nền cổ phiếu này, đúng không ạ? Tiếp theo VDS, Đấy, VDS hôm nay cũng có dòng tiền mồi dài. Nhìn chung là cái dòng chứng khoán nó đang khá là giống nhau. Đúng không ạ? Khi bùng nổ nó sẽ bùng nổ cả dòng. Tiếp theo những con VND. Đấy, bùng nổ mà sao chỉ thiếu đi dòng tiền này, mở gap ra thì có thể ngày mai nó bắt đầu nó test trở lại gap thôi. Đấy, nhìn chung cơ bản cổ phiếu mồi chài vào dòng tiền được. Thì có hàng những con này, chỉ mình có hàng mình cứ nắm dần. Ha, đó là nhóm ngành chứng khoán. Rồi tiếp theo qua những cái nhóm ngành khác là nhóm ngành ngân hàng. Ngân hàng chỉ thấy BIDV này cứ tăng test liên tục thôi. Nhìn chung là vùng này nó bắt đầu nó tạo ra một cái biên mới. Đấy, biên mới như thế này thì khả năng em vẫn đánh giá là nó sẽ hồi trở lại vùng trên này này, chính là vùng giá 48.5 đến giá 49. Đấy, nếu cân bằng vùng trên này này thì nó sẽ vào một nhịp mới. Cơ bản là cổ phiếu nó vào nhịp rồi nha anh chị nha. Đây chính là một cái điểm nó xây nền này, giống như giai đoạn này này, giảm xuống bắt đầu nó xây nền mới này, sẽ nó bùng nổ này, phải giảm xuống cái xây nền mới bùng nổ này, đúng không ạ? Giảm xuống cái xây nền mới này, bắt đầu nó hồi trở lại thôi, không vấn đề gì cả. Về mặt xu hướng thì nó không xấu, nhưng mà cái với cái phiên này này thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đấy, hôm trước có đề cập với anh chị mình rồi á, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn so với con CTG. Đúng không ạ? CTG tại vì sao? Tại vì khi mà nó giảm á, nó không trượt biên quá lớn. Cái thứ hai là thanh khoản nó không có nhiều, đúng không? Khi mà nó hồi phục lên chị thấy là cái khả năng hồi phục cổ phiếu nó có, đúng không? Bắt đầu nó cân bằng trở lại này, nó khả năng hồi phục trở lại này, cân bằng trở lại, nhịp sau nó sẽ còn nằm, đúng không? Có nghĩa là quan trọng là cái sự hồi phục cổ phiếu này, nên là những con này nó sẽ thu hút dòng tiền đầu tiên của cái nhóm ngành ngân hàng ha. Nên là những cái con này mà nó còn sống á thì chị thấy là chỉ số của chúng ta nó vẫn sẽ còn đảm bảo cho những cái giai đoạn tới ha. Tiếp theo HDBank này, anh chị thấy có vấn đề gì xấu đâu, dụ xuống bắt đầu cân bằng này thì chip nó sẽ có một cái nhịp test lên, đúng không ạ? Tiếp theo Liên Việt này, nhìn thấy không, nó neo trở lại như thế này thì có vấn đề gì đâu, cổ phiếu nó chưa xấu ha. Và cái sai lầm nhà đầu tư em đánh giá với chị mình đó là đang có những cái sai lầm được lặp lại, có nghĩa là lặp lại trong năm 2020 và cái năm 2021 là nhà đầu tư mình cứ sợ thị trường chính, sợ thị trường đỉnh, đúng không ạ? Năm 2021 tương tự, nhưng mà chị thấy là cả một cái chu kỳ đi lên. Đấy, những nhà đầu tư mà sợ thị trường chính, sợ thị trường đỉnh á thì sao gì mình sẽ không kiếm được nhiều tiền, đúng không ạ? Chị thấy cả một cái chu kỳ lên thì lên một chút thì sao gì phân tích về mặt bối cảnh nó xấu này kia, nhưng mà cái bản chất thì gì thấy không, là cái lãi suất á của ngân hàng nhà nước anh chị thấy là bắt đầu giảm rất là sâu rồi, đúng không ạ? Giảm gần như là về đến những cái thời Covid rồi, nên là cái dòng tiền rẻ nó cứ liên tục nó bơm ra thị trường thôi. Còn bản chất anh chị thấy cái thời Covid á, phân tích cái doanh nghiệp nào cũng không làm ăn gì được hết. Nhóm cái thời điểm này thôi, anh chị thấy là cái sức cầu trong dân thì nó yếu, đúng không ạ? Cái lực hấp thụ của gọi là cái sự hấp thụ tiêu dùng thì nó yếu, nên là anh chị thấy là các doanh nghiệp người ta không có nhu cầu người ta mở rộng, đúng không ạ? Giống như cái thời Covid, là Covid thì sao chị có tiền cũng không mở rộng được, tại vì sao? Tại vì nó có những cái lệnh phong tỏa, đúng không ạ? Còn bây giờ thì gọi là có tiền cũng không làm được gì, đúng không ạ? Đấy, nên là lưu ý ha. Về mặt cái bối cảnh anh chị mình phân tích về mặt vĩ mô á thì nó xấu, tại vì cái bản chất nó xấu như thế thì sao nhỉ, thì cái dòng tiền nó mới đổ bộ vào cái nhóm ngành chứng khoán, tại vì chứng khoán là cái thước đo cái sự phản ánh của nền kinh tế trước, đúng không ạ? Trước gọi là trước từ 3 đến 6 tháng, lưu ý về cái vấn đề này nha. Đấy, nên là nhìn thấy là lúc mà cái thị trường bắt đầu nó mò chài đi lên á thì sao nhỉ, những cái lúc này nè, em nhớ là trước cái em tham gia từ những cái vị thế đầu tiên á của cái cơn sóng này, của cái chu kỳ này á, là trước nghỉ lễ 30/4. Đấy, trước nghỉ lễ 30/4 là bắt đầu em vào những cái vị thế, lúc đó vào những cái mảng cổ phiếu chứng khoán này, giống như là SHS rồi đấy, là vào những cái vị thế trước 30/4. Đúng không ạ? Mà trước 30/4 chị mình thấy này là về mặt bối cảnh á là Fed người ta tăng lãi suất. Đúng không ạ? Ngân hàng Mỹ người ta phá sản. Đúng không ạ? Nên là những cái bối cảnh về mặt rất là xấu. Nhưng mà cái thị trường chứng khoán là một cái thị trường của nghịch lý, anh chị mình phải cực kỳ lưu ý về cái vấn đề này ha. Đó, nên là về mặt cái anh chị mình mà cái phân tích về cái bối cảnh vĩ mô, mình chờ đợi cái doanh nghiệp mà người ta làm ăn kinh doanh tốt rồi á, là kinh tế nó tốt lên dần rồi á, thì lúc đó là những cái lúc mà anh chị mình phải cực kỳ cẩn trọng, chứ không phải là cái cơ hội nó còn nữa, lưu ý ha. Đó là cái vấn đề của thị trường của chúng ta ha. Rồi tiếp theo mình quay trở lại mình đi phân tích. Tiếp theo MBB này, anh chị thấy không, nó đang giữ được cái nền, đúng không? Nhìn trong cơ bản cái nền này nó giữ em đánh giá là khá là tốt đấy. Đấy, có thể nó vẫn có thể sao chị, nó vẫn sẽ có những cái chu kỳ khi mà nó bật tăng lên sao chị thì nó sẽ kéo được cái chỉ số cho chúng ta, đúng không? Hay là MSB này, đấy đi lên là test lại này, vol bắt đầu là càng kiện dần này, thì khả năng đây là test hai đáy đối với cổ phiếu thì khả năng nó hồi phục lại là có, đúng không? Hay là những con như SHB tương tự này, nó cứ neo trở lại thôi, không có gọi là nó không điều chỉnh, gọi là nó không đóng góp giảm nhưng mà cũng không tạo ra những hiệu ứng tăng, giống như là trong cái phiên sáng này này rất là nhiều những cái nhóm ngành tăng nhưng mà nhóm ngành ngân hàng nó lại không tăng, đúng không? Ngân hàng không tăng thì nó vô hình chung nó làm cho chỉ số của chúng ta nó không tạo ra những cái hiệu ứng nó mở biên lên, đúng không? Nên là nó kiêm hàm được cái yếu tố về mặt chỉ số, đúng không? Nên là hy vọng sau những cái yếu tố đáo hàng như thế này thì các cổ phiếu nó sẽ bắt đầu nó vận động một cách nó tốt hơn, đúng không? Nó thu hút được dòng tiền tốt hơn, thì cái nhóm ngành ngân hàng khi mà nó hồi phục nó đẩy giá trở lại á, thì nó sẽ là những cái động lực cho về mặt cái chỉ số của chúng ta, lưu ý ha. Cái thằng STB, cái STB hôm trước có nói với chị mình á là nó cứ đi lên nó chỉnh, nó giống với con STS này nè. Đấy, nó giống tương rất là giống nhịp đầu của STS. Đúng rồi, cứ đi lên xong nó chỉnh thôi, đi lên nó chỉnh thôi. Đấy, lên phiên sau chỉnh này, lên phiên sau chỉnh, lên phiên sau chỉnh, lên phiên sau chỉnh. Đúng à. Nhưng mà về mặt các bạn sao chị? Nó đang là một cái xu thế lên, nhưng mà chị thấy những cái phiên chỉnh này, vol nó rất là bé. Đúng à, vol này cũng rất là bé, mà những phiên tăng này vol nó cao hơn và cái biên độ này nó tăng nó nhiều hơn. Đúng à. Nên về mặt xu thế này nó đang trong một xu thế tăng. Đấy, có thể là ngày mai nó hấp thụ, nó chững nhịp nó còn tăng tiếp. Đúng mà nó khi mà nó tăng tiếp như thế này á thì đó là những cái tín hiệu tích cực cho cái về mặt chỉ số của chúng ta. Đúng mà, hay là Techcombank này bùng nổ lên test lại bình thường. Đúng mà, test lại volume thấp này, đó có thể test lên thôi. Cái ngày mai hàng về mà hấp thụ được quanh ngưỡng này sao chị? Cổ phiếu nó còn tăng tiếp. Tại vì sao? Tại vì cái về mặt bản chất, về mặt cái yếu tố về mặt tính chu kỳ á là cổ phiếu đi lên tạo nền này, đi lên tạo nền này, đi lên tạo nền này. Có nghĩa là cái nền sau á, gọi là cái nền trước á, nó sẽ là những cái điểm hỗ trợ cho những cái vùng giá phía sau. Lưu ý ha. Tiếp theo Vietcombank thì không nói, Vietcombank bắt đầu giữ nhịp thành cổ lớn này, thì thường những con này nó sẽ có những cái quá trình nó hồi phục. Đúng không ạ? Là VIB này, nó bắt đầu cân bằng hướng lên thôi, là VIB này, hồi phục lên test đỉnh, sau đó nó nhìn chung là nó nhung nhằng một chút. Đúng không ạ? Nhưng mà về mặt cơ bản sao chị? Cổ phiếu nó có điểm mồi. Đây toàn bộ là những cái điểm hỗ trợ đối với cổ phiếu cả. Ngày mai cái lượng hàng này về chấp nhận hấp thụ tiếp thì sao chị? Cổ phiếu nó sẽ có khả năng nó test lại một lần nữa, và nếu mà cái xung lực nó tốt, cộng hưởng cái yếu tố thị trường đồng pha thì cổ phiếu này tiếp tục nó bước tốt đi lên nữa. Đúng không? Bước tốt đi lên nữa thì nó sẽ đóng góp vào một cái chỉ số tăng cho chỉ số của chúng ta. Lưu ý ha, đó là cái nhóm ngành mà nó sẽ là cái nó sẽ phụ thuộc, gọi là chỉ số của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào cái nhóm ngành này rất là nhiều ha. Tiếp theo đối với cái nhóm ngành bất động sản chỉ là trong sale này, đấy cứ tăng hôm nay chững nhịp thôi, có vấn đề gì đâu. Đúng không? Nó cứ tăng lên như thế này, chu kỳ nó mới vào thôi. Những con này có tạo đỉnh, nó sẽ không tạo đỉnh một đâu. Có nghĩa là nó có giảm, sau đó nó sẽ có những cái vùng chiết khấu để mà cái thu hút dòng tiền chiết khấu để nó vào. Nên là những con này chỉ là có hàng mình cứ nắm chặt, mình đừng có bán sớm. Rất là tiếc nha chị nha. Thì là CI này, ngày hôm nay nhìn chung cơ bản á, nó cũng chịu áp lực chung với yếu tố về mặt thị trường. Đúng không ạ? Những con này nếu mà đánh á thì chị mình có thể chờ đợi một cái nền phía sau này, nếu mà cân bằng kia cung á thì chị mình đánh sau những cái điểm dấu, còn cái điểm những cái điểm vùng trên này thì chỉ nó chỉ dành cho những anh chị nào đang nắm giữ thôi ha. Tiếp theo DG này, bùng nổ lên test lại bình thường nha anh chị nha, cứ hồi phục lên test, hồi phục test, hồi phục test, hồi phục test, cơ bản là xong chị, cổ phiếu nó giữ được xu hướng, có hàng cứ nắm giữ ha. Tiếp theo những con như con đất xanh. Đấy, đất xanh đang trong một cái biên nền thôi, có thể nó test lại vùng giá 20, quanh giá 20 chính là những cái điểm hỗ trợ đối với cổ phiếu ha. Nhưng mà cái thanh khoản nó còn tương đối lớn, nên em sẽ ưa thích những con mà nếu mà nó cạn kiệt cái volume một chút á thì giai đoạn sau mình sẽ canh, mình đánh. Đúng rồi, mình đánh ra những cái nhịp độ mới. Còn bản chất nếu mà volume lớn như thế này mà nó vẫn còn tăng á thì đánh giá nó chỉ phù hợp cho những anh chị nào đang nắm giữ thôi ha. Tiếp theo những cái con L14 này, L4 bắt đầu nó gặp lại những cái vùng kháng cự biên trên thì cổ phiếu nó có những sự phản ứng. Mấy hôm trước cũng có đề cập với chị mình rồi á, cái phản ứng là một cái yếu tố hoàn toàn bình thường nha, có nghĩa là nó phản ứng có thể nó nhùng nhằng một vài phiên quanh cái ngưỡng này này. Đấy, chứ còn bản chất về mặt cái bước chạy đà như thế này nên giá là khá là quyết liệt. Nó sẽ là động lực để mà nó ra những cái nhịp độ mới sau này ha. LDG thì nó ảnh hưởng tin tức rồi, chủ tịch bán chui cổ phiếu rồi. Nói chung là những con này về mặt pháp lý thì em đánh giá nó pháp lý từ trước giờ là những nó có những cái dự án ở dưới Viva City ở dưới Đồng Nai ấy. Nó nhìn chung là dính pháp lý rồi, dính pháp lý rồi, gặp ông thêm ông chủ tịch nữa thì nó làm cho cổ phiếu nhìn chung là rất là khó lường. Đấy chính là những cái rủi ro của anh chị mình khi mà mình đầu tư vào những cái cổ phiếu mà nó gọi là nó đang dính pháp lý, cũng như là cái chủ tịch nó gọi là chủ tịch cũng không mấy minh bạch. Đấy thì anh chị mình lưu ý về những cái yếu tố mà mình lựa chọn những cái cổ phiếu anh chị mình đầu tư ha. Tiếp theo những bạn cổ phiếu giống như là Nam Long, Nam Kiệt Cung này hôm nay test định trở lại thôi. Nhìn chung những con này cân bằng phía sau chị mình lưu ý ha. Tiếp theo Nam Từ Liêm tương tự này, Kiệt Cung này, những con này nó đánh hơi nhùng nhằng một chút ha. Nhìn chung phải chờ đợi những cái phiên bùng nổ bứt thoát khoảng giá 27.2 để mà vào một cái nhịp mới. Đây là một cái điểm gọi là điểm sao chị, cái điểm nó tạo được một cái vùng nền, nó sẽ là dư địa khi mà cổ phiếu nó bứt thoát, nên quan trọng nhất là khi nào nó bứt thoát thôi. Đấy là có những cái vùng Kiệt Cung nó xuất hiện rồi thì cái khả năng những cái phiên tiếp theo nó đồng pha được á thì nó sẽ thu hút được dòng tiền trở lại ha. Tiếp theo là Novaland này, nó xuống này xuống cứ nắm giữ nhé, cứ là sao đi ngang mà thanh khoản còn ở mức trung bình á thì em đánh giá là nên nắm giữ chứ chưa có điểm mua mới ha, chưa nên mua mới. Đến là BDR này, đúng rồi, sau điểm dụ này cổ phiếu cân bằng hướng lên. Đấy, ngày hôm nay mở gap ra, cổ phiếu này test gap về, cơ bản nó vùng dưới đây là vùng hỗ trợ, nó có điểm kia cung này, đúng rồi, thì cơ bản những con này em đánh giá nó vẫn sẽ còn một cái chu kỳ đi lên. Đấy, có nghĩa chu kỳ nó chưa kết thúc thì chỉ có hàng mình cứ nắm giữ bình thường. Đó là những cái nhóm ngành mà nó sẽ tạo ra những cái sự thu hút và cái sự quan tâm cho nhà đầu tư ha. Tiếp theo qua những nhóm ngành khác là nhóm ngành thép. HPG ngày hôm nay có những cái phiên mở biên khá là tốt này, kia là sao test cung này, cạn cung này, sau đó dòng tiền bùng nổ. Nhưng mà đồng gạch nó giống với cái nhóm ngành chứng khoán đó, khi test đỉnh trở lại thì nó không đồng pha được yếu tố thị trường, nên là chú ý cho những cái phiên tiếp theo này. Nhìn chung là cơ bản về mặt dòng tiền nó đã bắt đầu nó mò chạy vào đối với cổ phiếu rồi, đúng không ạ? Những phiên tiếp theo mà bắt đầu nó hồi phục trở lại vùng giá 28 thì nó sẽ sớm bứt thoát luôn, có nghĩa là hai phiên sau mà chỉ cần nó hồi phục lại vùng giá 28.5 này thì nhịp sau nó sẽ bứt thoát luôn. Anh chị cực kỳ lưu ý những cái con này. Tiếp theo hồi sen này, đi lên chỉnh bình thường thôi, cạn cung như thế này. Nhìn chung là những cái con này có hàng nắm giữ trong vùng trên này, không còn điểm mua mới đâu. Là nó nam kim vùng trên này tương tự. Đó, có nghĩa là có thể là ngày mai nếu mà nó test ra lại quanh vùng giá 19.8 20 á thì có thể giữ biên vùng này một vài phiên á, nó càng công đi, nó tiêu hóa được cái phiên này đi thì nhịp sau nó sẽ còn đánh tiếp. Đó, nên là hiện tại bây giờ cứ nắm giữ thôi, thì mua thì cứ chờ đợi cái điểm cân bằng một chút ha. Đây là nhóm ngành thép. Rồi tiếp theo qua cái nhóm ngành khu công nghiệp đầu tư công. Khu công nghiệp đầu tư công hôm trước có đề cập với chị mình á, nếu mà nắm giữ á là có nắm giữ mã cổ phiếu của VCG, đúng không ạ? Nếu mà muốn đánh á, thì nên đánh mã cổ phiếu của C4G hoặc là mã cổ phiếu của FCN. Thì chị mình thấy khi mà cái xung lực nó thể hiện qua trong những nhịp độ vừa qua thì chị mình thấy là ngày hôm nay cái yếu tố điều chỉnh cổ phiếu nó không có nhiều, thậm chí là con C4G nó vẫn còn xanh, đúng không ạ? Sau điểm dụ này cổ phiếu cân bằng này. Đó, nhìn chung là cứ test cung là chị mình có thể mình đánh những cái điểm nền này, đừng đợi nó bùng nổ. Đúng mà nó bùng nổ lên thì sao chị? Bùng nổ lên thì cổ phiếu nó bắt đầu nó test trở lại thì nhìn chung là mua ở những cái điểm bùng nổ bứt thoát rồi á thì nó hầu như là nó không mang hiệu quả trong những cái nhịp này. Đó, nên là có thể canh những cái điểm nền phía sau của mã cổ phiếu C4G này hay là FCN này. Nhìn chung ngày hôm nay hàng về nó chịu có một vài cái áp lực ha. Đầu phiên điểm đánh giá là nó có những cái lực đỏ tương đối tốt á, nhưng mà về mặt cuối phiên thì nó chịu chung cái áp lực của thị trường. Đó, nên là nhìn chung là nếu con này bắt đầu nó hồi phục trở lại, nó cân bằng phía sau á thì chị mình đánh được ha. Nhìn chung cái độ này nè, đây là cái độ này, cổ phiếu nó có những cái sự hồi phục sau những cái điểm dụ ha. Còn những cái con giống như con HHV chị thôi, cổ phiếu nó tương đối yếu nên là khi mà nó test lại á thì cái lực cổ phiếu nó tương đối nhiều, đúng không ạ? Lượng cung tuôn ra nó tương đối nhiều, nó cộng hưởng với sắp tới thì nó phát hành thêm á, nên là có thể những cái nhà đầu tư mà không muốn mua á thì người ta bắt đầu người ta tuôn ra từ những cái phiên này ha. Nên là cơ bản những con nào mà test về sớm á thì đó là những con yếu, những con mà giữ được nền phía trên á nó sẽ là những con mạnh phía sau, lưu ý ha. Hay tiếp theo còn LCG chị Thao. Đó, những con này những con biến động lòng, đúng là tương đối yếu, nên là khi mà cái sự biến động của thị trường nó diễn ra thì những con này nó sẽ phản ứng đầu tiên, đúng không anh chị? Thấy là test trở lại như thế này thì tương đối yếu nha anh chị. Tiếp theo VCG này. Đấy, VCG dụ sân phiên anh chị thấy giữ nhịp không? Ngày hôm nay biến động thì nó không biến động nhiều, đúng không ạ? Có nghĩa là cái dòng tiền nó vẫn mò trà vào, nếu mà nó đồng pha được thì cái mò trà điểm này rất là tốt, đúng không ạ? Nhưng trong những con này có hàng cứ nắm giữ thôi. Em đánh giá những con này là những con nó sẽ thu hút, nếu mà cái dòng tiền quay trở lại thì nó sẽ là những con thu hút dòng tiền đầu tiên đối với cái nhóm ngành đầu tư công. Có mã cổ phiếu của VCG, có mã cổ phiếu của C4G và có mã cổ phiếu của FCN. Còn đối với HHV và lại LCG thì em đánh giá nó hơi yếu trong cái nhịp này. Đó là cái nhóm ngành đầu tư công. Hay là còn một vài cái mã cổ phiếu nữa giống như là cũng hút này, đấy, hút đi lên test lại bình thường thôi, nó test lại cái kênh thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Nên là cổ phiếu nó chưa hết chu kỳ. Tiếp theo mã cổ phiếu của G36 này, đấy, G36 cái nền này chị mình có thể mình mua mình chờ được, mua chờ nổ á, nghĩa là cái nền này nó đi tương đối chắc, cứ nền liên tục này, cạn cung liên tục như thế này thì cứ mua xong cái cổ phiếu bùng nổ lên như thế này là chiết cái vị thế của chị mình nó sẽ an toàn, chứ đừng đợi nổ lên này, nhìn thấy nổ lên sau đó test lại này, đúng không ạ? Nổ lên cái sau đó test lại này, nổ lên nó test lại này. Đúng rồi, nổ lên cái sau đó nó test lại này. Đó là những cái điểm nổ mà chị mình chờ đợi cái điểm nổ nó mua mà mình mua á thì nó em đánh giá là nó cái vị thế của chị mình nó có thể nó sẽ gặp áp lực trong ngắn hạn. Còn những cái điểm tại nền thì em đánh giá nó sẽ ok hơn một chút. Đấy, để tiếp theo nhóm mình khu công nghiệp. Khu công nghiệp có những cái mã cổ phiếu giống như IDC. Đấy, IDC bùng nổ fail này, hôm nay test lại nền thôi. Cơ bản nó áp lực nó không quá lớn, có thể nó cân bằng lại cái nền này một chút này. Đó, cân bằng lại cái nền một chút sau đó nó sẽ test lên trở lại. Nếu mà cổ phiếu tốt sẽ tăng luôn. Chiết là nhịp ngắn hạn thì cổ phiếu nó cân bằng là test đỉnh trở lại. Tiếp theo là cổ phiếu KBC bắt đầu xem gì? Cái biên độ giao dịch nó hẹp dần, nhưng mà cái thanh khoản nó còn tương đối. Đó, nên là con này sau dụ bắt đầu là cân bằng. Nó cân bằng mà nó thanh khoản nó càng kia á là những cái vùng này chị mình có thể đánh, gọi là mua sớm ở những vùng nền. Quan trọng nhất là cái điểm chiết cung. Đấy, mua sớm từ những vùng nền này, bứt thoát lên chị mình đánh gia tăng. Tiếp theo là cổ phiếu của VGC ngày hôm nay nhìn chung nó test là đấy thôi. Volume nó còn tương đối, là những cái con này phải chờ đợi cái sự hồi phục trở lại, đã hồi phục cân bằng trở lại thì chị mình đặt. Còn nếu mà là test như thế này em đánh giá nó sẽ yếu hơn. Tiếp theo SGC tương tự, SGC chỉ ưu tiên cho cầm nắm thôi, chứ còn vùng trên này nó biến động nó hơi lỏng như thế này thì rất là khó cho những cái điểm anh chị mình tham gia. Đó là nhóm ngành là khu nghiệp. Rồi tiếp theo qua nhóm ngành dầu khí, có một vài cái mã cổ phiếu thôi. Dầu khí có mã cổ phiếu giống như là BSR, đúng không ạ? BSR hồi phục lên test lại, bắt đầu nó siết chặt biên này, khả năng cổ phiếu những phiên sắp tới nó sẽ test lại cái vùng này này. Đó, có hàng người nắm giữ bình thường nè, không có vấn đề gì cả. Tiếp theo BVC Cái VIC nhìn chung là nó vẫn đi trong kênh nhưng mà cái biên độ nó hơi lỏng, nên là nhìn chung là không có lực bản lớn, nhưng mà cái biên độ nó hơi lỏng một chút, nên là những con này chỉ thích hợp trên chỉ nên cầm nắm theo một cái tính chất chu kỳ thôi, chứ còn cầm nắm ngắn thì gọi là đánh ngắn thì em đánh giá đồng cũng tương đối tâm lý. Nghĩa là sao, khi mà nó kéo lên nó, cái râu nó tương đối nhiều này, kia kéo lên râu nó tương đối nhiều này, râu dưới tương đối nhiều này, nhìn chung là nó sẽ đánh theo một cái thiên hướng mà mặt ngắn hàng á, thì nó sẽ bị cái yếu tố tâm lý một chút ha. Thì theo BVD này bắt đầu nó giữ nhịp, có thể ngày mai cái lượng hàng này về mà nó giữ nhịp được này, nó tạo ra những yếu tố nó kiết cung test cung á, thì những cái nền này chỉ mình có thể kỳ vọng trong một cái nhịp độ sau được ha. Khi mà bước thoát nhẹ 26.5 là sẽ vào một cái nhịp mới ha. Tiếp theo là cổ phiếu của BVS hôm nay tiếp tục là test đó, nhìn chung là test như thế này thì em đánh giá là nó về mặt ngắn hạn thì nó cần những cái phiên nó cân bằng, có nghĩa là sao, nếu mà nó giữ được cái nền này thì ok hơn, còn nếu mà nó test trở lại như thế này thì nó sẽ mất vài phiên nó cân bằng. Có nghĩa là sao, có nghĩa là nó cho thấy được là lực cung trên này nó còn tương đối và dòng tiền nó chưa sẵn sàng để mà nó đẩy, đúng không ạ? Nên là những cái phiên tiếp theo nếu mà nó hồi phục trở lại nó cân bằng được thì những nhịp sau có thể chú ý này, đặc biệt vol thấp. Nhìn chung là với một cái biến động ngày hôm nay em đánh giá nó không xấu, nhưng mà nó có thể nó sẽ mất thêm một vài phiên để mà nó cân bằng tiếp tục ha. Thì đó là một vài cái yếu tố, một vài cái vấn đề em muốn nhắn gửi với chị mình trong cái video ngày hôm nay. Cái quan trọng nhất không phải là cái yếu tố thị trường của chúng ta ngày hôm nay nó diễn biến theo cái đà phái sinh, mà cái quan trọng nhất là sau cái phiên ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái sự phản ứng như thế nào để mà chị mình có thể mình chú ý, mình theo dõi ha. Đó là chị mình có thể lưu ý tới những cái diễn biến tiếp theo đối với cổ phiếu, diễn biến tiếp theo đối với thị trường của chúng ta, để mà đưa ra những cái nhận định tốt nhất, những cái chiến lược, những cái hành động tốt nhất cho chị mình ha. Thì nếu mà chị mình lần đầu thấy hay, đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất, cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo. Nếu mà chị thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của chị mình thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng, mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc nhất trong việc ha. Em cũng xin kết thúc video tại đây, cũng xin kính chào chị mình, hẹn chị mình vào video cuối tuần.